third day of the National Woman Show, Better Futures for Kids. So this is our name tag, the National Woman Show. We're the exhibitor. So Better Future for Kids has a booth here to raise awareness against human trafficking. So it's been a fun experience. This is my first time joining the National Woman Show. And again, I like to wear the Hmong ethnic group costume to share stories and mission trips that I'll be going on in the new year. So if you're coming, please visit our Better Future for Kids charity fundraiser booth. We have Wung Thit Nu, we have Can I say hello to the groups? Sure. Hi. How's it going? Good. Have a good day. It's Kelly Hum Le. Yes. Nice to meet you. So this is the Toronto. I love your pink. I love your pink. What are you doing? Oh, extensions. Yes. So do you guys do the clip also? What type of extension do you guys do? Tape and extensions. And your booth is number? Oh my god, it should be on here, right? I don't think so. I think it's just the anyway, I love your uniform. Thank you. I love your whole outfit. Oh, thank you. So các bạn ở đây có 500 exhibitor. Thì Kelly là một trong những người 500 thì ở đây lớn của các bạn. Đây là cái venue mà lớn nhất ở Toronto. Lúc xưa thì Kelly tham gia cho Taste of Southeast Asia thì làm cái lễ hội văn hóa và ẩm thực vào dịp Tết Lunar New Year ở International Center Mississauga. Nhưng mà ở đây thì Toronto Convention Center thì họ lớn và họ to hơn. Đi đây là bị lạc luôn á. Cho nên hôm nay thì là ngày cuối cùng, cho nên xin các bạn đi một vòng nha. Kelly hãnh diện khi mà quen mặc những cái trang phục. Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc và những anh em dân tộc của chúng ta đây là một trong những ở Bắc. Thì Kelly vào mỗi dịp Tết, Kelly lên thăm các con ở trên những cái bản làng. Thì các bạn sẽ thấy hôm nay á, khi mà các anh chị, Kelly lưu lại những cái sự kiện này là vì Kelly muốn cho mọi người thấy quá trình trong năm thì các anh chị trong hội bé đến trường chuẩn bị làm sự kiện để mà gây quỹ. Thì đến lúc mà Kelly đi về vào dịp Tết thì Kelly sẽ mang những cái tiền gây quỹ được đi giúp cho thay mặt cho các tình nguyện viên và các nguyên nhân để mang về tận tay đưa cho các sơ và các gia đình khó khăn. Cho nên các bạn sẽ thấy cái quá trình từ bây giờ và nguyên năm vừa rồi và hơn 14 năm qua là cách làm là trong năm thì sẽ gây quỹ, vận động, kiếm tiền để mà gửi về vào dịp Tết cho những gia đình khó khăn. Thì theo thì các bạn thấy đây là toàn là người Tây không ạ? Hả? You look so beautiful! What costume are you wearing? Oh, you're talking. I like your costume. Oh, thank you. Well, look at yours. What culture are you from? Oh, I'm sorry. Because I'm just amazed how you look so beautiful. Sorry about that. Oh, it's okay. Yes, I'm a Canadian, but however, my parents are Jamaican. Sorry. Well, I like you. I love you. I don't thank know if you. It's a costume, but your fashion is very. Look at the dress. Color. Yes. The color fading. Thank you very much. So, and what about you? How? Well, this is one of the Vietnam ethnic group. All right. So Vietnam has 54 different ethnic group, and I'm wearing one of the one from the north. Right. So every year I go back on a mission trip and I go visit these villages. So I wear it to advocate for them and we fight against human trafficking. I agree with that. So I do have a question. Basically, are you on Instagram? Yep. Okay. And I'm on what is your Instagram? Okay. Here. Kelly Hong Le is our Instagram and our Better Futures for Kids Foundation. We advocate against human trafficking and child exploitation. Really? Yeah. I love the cause and you look very, you look adorable. Thank by you. The What's way. Your name? Oh, my name is Cheryl, by the way. I know you have no hands, but here, elbow. Thank you. Yes, thank God bless. Take thank care. Thank you. Bye-bye. Thì các bạn thấy khi mà mình đi mà mình mặc đồ hơi khác tí xíu, thì đúng, đương nhiên nó gây chú ý, nhưng mà Kelly mong bắt chuyện được, làm quen được với những người
lạ, là tại vì chỉ có cách đó mình mới là tiếng nói cho cái mission của mình. Cho nên các bạn thấy rằng khi đi những sự kiện quốc tế thì thay vì thích mặc áo dài hoặc là những trang phục của người dân tộc anh em mình, chứ không mặc đồ Tây phương, tại vì mình nhìn như mọi người thì mình không có dịp để mà mình làm quen với người ta. Nhưng mà khi Kelly mặc những đồ mà khác thì giống như các bạn mới thấy đó, cái cô đó Kelly đang đứng đây nói chuyện livestream thì cổ đứng đó cổ quay Kelly, rồi sau đó cổ bắt chuyện của mình, thì đó là cái cách mà mình tiếp xúc người khác. Tại vì Kelly cũng hơi anti social, khó bắt chuyện, cho nên mặc trang phục lạ là cách dễ nhất. Thứ hai nữa là hi. Cho nên vì thế các bạn nào mà Việt Nam, chúng ta đừng bao giờ ngại mặc cái trang phục Việt Nam của mình. Thank you. Mình đừng có bao giờ ngại mặc cái trang phục văn hóa của mình. Các bạn đi ở thành phố Toronto, các bạn thấy người ta mặc trang phục người Ấn Độ rất là nhiều, và nam nữ đều mặc. Cho nên Kelly rất là mời gọi tất cả mọi người, nếu mà chúng ta là người Việt Nam, hãy mặc áo bà ba, áo tứ thân, áo dài, đồ dân tộc. Mình hãy show off cho thành phố đa văn hóa Toronto biết là Việt Nam mình chúng ta rất là đa dạng, có hơn 54 dân tộc anh em là các bạn. Cho nên đây là những cái trải nghiệm và những cái hạnh phúc trong cái cuộc sống của Kelly mà Kelly rất thích chia sẻ. Và Kelly lưu lại những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc, những cái sự kiện này. Tại vì 10 năm sau khi mình coi lại, mình sẽ rất là thương những cái sự đồng hành của tất cả những người cùng với mình. Các bạn thấy Kelly livestream những người đằng sau hậu trường, những người thiện nguyện viên âm thầm, tất cả quý ân nhân thầm lặng. Hi. Hello. How are you? Well, I'm going to my coffee break. Wow. Oh, you're on a break? We can take 1 minute quick. Sure. You want? Okay. Okay. What's your name? I'm Kelly. Kelly. Hi, Kelly. Nice to meet you. Nice your meet name you. Is? Baha. Baha. Yeah. Baha? Yeah, it's for Rob Media TV on Instagram. Okay. Okay. And we are on the two questions about the experience and everything sure. that is happening here. Okay. And I believe you are a good seller. I don't know about that, but I'll let you be the judge of it. So, we are here with testing. Kelly. Hi. What's happening here today, Kelly? Well, today is the weekend of the National Women's Show. My name is Kelly Hong Lei. I'm one of the exhibitors at our booth for Better Futures for Kids Foundation. It's a charity booth helping to raise awareness against human trafficking and women abuse. Tell us more about the. This is the first time to participate in it? Yep. So I've heard about the National Women's Show for a long time, but this is the first time I participated. Who created this non-for-profit? You mean the National Women's Show or the Better Future for Kids? The kids one. So our Better Future for Kids Foundation has been founded in 2008, and I'm one of the board of directors. We have five other board of directors on the board. We've been advocating against human trafficking for the past 14 years, and we continue to do so. That's our mission. Okay. And this is the first time for the non-for-profit to participate here? Yes. We participated in other festivals, but this is the first time we've been to the National Women's Show. What's the link between this and your traditional costume? Well, it's women. So women, I think all women are beautiful regardless of whatever background they are. I'm probably Vietnamese, Canadian. So I'm wearing one of my ethnic costumes. So Vietnam has 54 different ethnic groups. And each year when I go back on my mission trip, I visit some of the villages. And the one that you're seeing me wearing is from the Hmong ethnic group in the northwest of Vietnam. What's the agenda now? What's happening now? And what's the most important issues that you're taking care of these days? So my passion has always been advocating against human trafficking and child trafficking for sex or for organs. It's
happening in Toronto, guys. It's happening in the GTA. So it's not happening somewhere out in the world, in Vietnam or Southeast Asia. It's happening in our city. And our children are vulnerable to human traffickers. And it's not just kidnapping them and put them in a van, but it's grooming, manipulating, and forcing them into human trafficking. And I think the public needs to be aware of this. Our children need to be aware of this to help stop this hideous crime. What's your most important program to work regarding these kind of issues? Definitely advocating, so be a voice. People don't know. So the first thing that we need to do to the public is to let everyone know that this happened. After that, we take real action. For example, we help victims to feel comfortable to get help. We help prevention. We put children safe into school and families so that they are not being abused going on the streets. So those are things that we do. And victim who has been rescued, we try to get help for them so that they can get back to their lives and continue with their lives again. You work mostly with the government or with the people? Well, sadly, we don't have that much support from the government. We depend on the people. And I think the people is the biggest voice that we can ever get. So we definitely need the public, families, communities to be with us. What are you asking the people? Toronto people or GTA people? What are you asking in order to be like effective with you? I want to ask Toronto, GTA, and everyone all over the world, from all walks of life, all nationality, to raise awareness. Let people know that there are human traffickers out there. There are people out there who buy children for sex as young as 47 months old. This is no myth, no joke. It's happening in Toronto and all over the world. So I please ask everyone, this is not just your children, but our children as a society. So be a voice, save a life, and make a difference. Thank you, Kelly. Thank you. Take care. God bless. Why? Your arms are sore? I'm carrying a lot of things. This. I'm being and have to be like... You poor thing. That was a very good interview, huh? Well, it speaks from the heart, so... Yeah. Well, do you have a business card? Let's get connected. Of course. We do events throughout the year, please, too. Please. We do the Taste of Vietnam Festival down at Nathan Phillips Square. Yeah, just there. Scan or take a photo? Scan this one. Or take, yeah, scan it. I think it's going to go. It went off. Instagram. Does it go to the website or Instagram? Instagram is fine. Instagram. So I'll follow you. Yeah, follow. You let me know if you want to cover something, talk about something, make something, you know. I cover the events for lots of... What else do you do? Like, what's your passion? The main thing is to do these things. And I'm covering a lot of the... I do, like, it's here. What background are you? What? What's your background? My background is Africa, Egypt. Good for you. So I actually have lots of accounts. Yes. So I cover social media and marketing for a lot of accounts. Yes. That's what I do mostly. Well, you're being a big voice. Yeah, I do. Like, I have lots of businesses. I even have 2-3 assistants working with me. Yeah. So yeah, that's what I do. So it's mostly like social media and grant assistance. Okay. Well, all the best. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, you take care. Bye. So, love các bạn thấy, because take care, okay, bye. Các bạn thấy thì khi mà mình đi những sự kiện này, thì ngoài vấn đề gây quỹ, chúng ta cũng là tiếng nói và chúng ta gặp gỡ và quen biết nhiều người hơn. Thì đây là nặng ở ngoài trời mưa. Đây là cái Metro Toronto Convention Center. Hình như nó không biết bao nhiêu lầu các bạn. Nhưng mà mình đi xuống đây nè. Các bạn biết không, hồi xưa hơi bị nhát lắm. Không có cái can đảm mà nói chuyện tự tin hay là... Thật sự là không có tự tin, chỉ có tự tin duy nhất về một chuyện. Đó là tiếng nói để chống tị nạn buôn người. Hồi xưa khi mà Kelly đi về Việt Nam, Kelly thăm một đứa bé đó. Kelly có hỏi là nếu cô có thể làm được một điều cho con, thì con muốn cô làm cái gì?
thì bé trả lời với Kelly là cô hãy là tiếng nói cho con. Cho nên từ đó khi mà Kelly nói về cái tệ nạn này, Kelly nói rất là không cần phải biết, nói từ trong cái đầu óc suy nghĩ của mình luôn. Cho nên nói về cái tiếng nói cho trong cái tệ nạn luôn, người và lạm dụng tình dục cho em, thì Kelly nói rất là mạnh dạn, tại vì Kelly nói thay cho những trẻ em mà không nói được. Thì khi mà mình có một cái mission, mình có một cái mục đích trong cuộc sống của các bạn, thì nó làm cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Rồi bây giờ là mình sẽ rồi bây giờ mình đi vô nha. Đây là National Women Show. Các bạn ơi, các bạn sẽ thấy mọi thứ trên thế giới. Đi cái này làm cho Kelly rất nhớ cái Taste of Southeast Asia. Chính vì Kelly có tham gia trong ban tổ chức này của Taste of Southeast Asia vào dịp Tết vừa rồi các bạn. Không phải dịp Tết năm 2013, thì mình biết được, mình hiểu được cái tổ chức một cái sự kiện như này không có dễ dàng chút nào. Nhiều thứ lắm các bạn. Cho nên khi mà mình đã tổ chức và chúng mình đã tham gia trong tổ chức và mình hiểu được khi mà làm một sự kiện này không có dễ dàng, thì mình mới appreciate những người mà tổ chức cả những sự kiện này cho những người gian hàng như Kelly nè. Ngoài tổ chức cùng với các anh chị em trong Better Future for Kids, cho Taste Việt Nam và Taste of Southeast Asia, thì Kelly cũng tham gia với hội Better Future for Kids để đi làm gian hàng của những sự kiện khác để mình học hỏi các bạn. Thì mình ra ngoài thế giới như vậy á, mình mới học hỏi được, chứ mình cứ lụ cụ ở nhà hoài á, biết ngố lên không à. Rồi đây, gian hàng nhỏ nhỏ xinh xinh của chúng ta nằm đây đó, bé biển, nói bé chứ đó là đạo diễn sân khấu, tay phải đắc lực của hội, đó là thằng con trai của Kelly Damon. Dầm mưa dãi nắng giúp đỡ âm thầm ở đằng sau, rất là thương. Lúc mà Kelly dạy đàn hồi xưa với anh Nhật cho đêm mình là lúc đó mới có 7-8 tuổi à, bây giờ thấy cao ráo đẹp trai ghê chưa, rất là ngoan. Cho nên đêm mình với Timothy là hai thằng con trai từ lớp học San Gabriel hơn 10 năm trước các bạn, bây giờ to lớn như vậy rồi đó. Rồi, trang phục Việt Nam của chúng ta, đi đâu cũng phải mang chiếc áo dài, đi khắp mọi nơi và đến với mọi người. Nhưng mà hôm nay không có đeo cái mấn mà đeo cái hai cái bom bom hát. Đây, hôm nay thì bán nhiều thứ lắm, cái này á vẫn còn vài cái, cho nên vẫn còn bán. Các bạn nào mà muốn mua để làm quà cho con hay vợ hay là các anh cũng được luôn. Mấy cái này rất là dễ thương các bạn, và nó rất là soft. Chiếc áo dài Canada này đặc biệt là thiết kế hồi xưa, cái kỷ niệm mà thiết kế cái áo này là nhiều kỷ niệm lắm các bạn. Tại vì áo này thì hồi xưa anh Nhật cùng với Kelly ngồi bẻ tới bẻ lui và đặt may thiết kế ra, và cái áo này là được copyright cho hội áo dài Canada. Cho nên anh để lại một cái legacy rất là quý giá cho riêng em và cho hội chị bé đến trường và hội áo dài Canada. Và trên cái tay á, nó có những cái dòng chữ là áo dài Canada và chống tệ nạn buôn người. Các bạn sẽ thấy khi mà mình mặc cái áo này á, mình cũng là tiếng nói cho cái mission luôn. Tại sao mà dán ngay cái ngực của mấy bé này vậy? You should be here. Cái bảng này là cũng anh Nhật thiết kế luôn nè các bạn. Nó tóm lại là hồi xưa anh Nhật là super handyman. Anh Nhật làm rất là nhiều. Và cộng đồng hành với bao nhiêu các anh chị khác trong hội đồng quản trị Board of Directors của Better Future for Kids báo dài Canada. Nhưng mà chỉ tiếc rằng mọi người vẫn còn, nhưng mà anh Nhật và ba Kelly đã ra đi rồi. Nhưng mà Kelly luôn tin anh Nhật và ba luôn dõi theo và đồng hành cùng hội và tất cả mọi người. Đó, thì đây là chiếc áo dài.
lúc nào đi đâu cũng mang chiếc áo dài đi khắp mọi nơi và đến với mọi người các bạn. Nhiều người rất khen chiếc áo dài của chúng ta. Rồi, đồ ăn bán cũng gần hết rồi. Hôm nay là bán gỏi cuốn, gà chay và tép, bún, gà nướng, những đồ ăn vặt của Việt Nam, những cái dream catchers, những cái hoa sen mà các anh chị thiệu nguyện viên xếp không biết bao nhiêu giờ để mà làm các bạn. Đây là của một đồng mà công một nén lận, cho nên bao nhiêu tình thương cho một cái đích chung, một cái mission chung. Đó. Rồi đây là những cái tattoo vẫn còn để bán. Đây các bạn thấy nè. Đó. Rất là đẹp. Cái này là nó là gold nha. Thường thường là mình thấy nó là màu đen, nhưng mà cái này mà hội đang bán á là gold, cho nên lên rất là đẹp. Kelly mang cái này á, nhiều người khen lắm. Và cái hình của nó là hoa sen các bạn. Hoa sen là cái hoa mà hội Baby Future Kids và Áo Dài Canada dùng để cho cái mission của hội. Và hoa sen tượng trưng cho các con. Các con rất đẹp, dù ở gần bùn mà không tanh mùi bùn, cho nên dù cho các con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa thì các con vẫn là đẹp nhất. Cho nên hoa sen là cái hoa mà hội dùng để mà, và hàng năm ở Việt Nam đều có lễ hội rước đèn hoa đăng. Đó. Thì cái đèn này là cái ý nghĩa là quý vị, tất cả quý ân nhân, các thiện nguyện viên, tất cả mọi người mà cùng đồng hành với hội. Hi, how are you? So this is the lotus lantern. It's all hand. So this is the lotus lantern. You are the light. So we're shining the light to stop human trafficking. And these are all handmade by our volunteers. They're $10, including the light, and you can put it on your table, your work table, to remind you that you are the light for against this hideous crime. Okay, thank you. Thanks. Thank you. Hát xì hả? Hát xì hả? Dị ứng hả? Hay là cái mùi nước hoa? Không thử nước hoa giờ, khó bữa nay giờ mới. Hình như em mặc màu vàng hơn quý phái á, Việt. Không, màu vàng đẹp. Bless you, rồi. Đó. Đây. Những cái hoa sen mà các chị âm thầm ở đằng sau ngồi móc với các bạn. Anh bán. Đó. Rồi những cái lồng đèn này là đi từ Sapa, đi nửa vòng trái đất đến tới thành phố Toronto các bạn. Đây là những cái lồng đèn của các bản làng nè. Và Better Future có bán để gây quỹ, cho nên các bạn nào mà muốn thì có thể mua đó. Đó là cái đèn. Tại vì ở đây không có điện nhiều cho nên phải dùng cái đèn pin, nhưng mà các bạn để mấy cái đèn mà cục to đó, nó sáng đẹp lắm và trang trí nhà rất là dễ thương. Đó. Rồi. Đây. Hi, how are you? Okay. Hello. There's Hi, how are you? Đó. Taste of sea, tastes of Southeast Asia. Cái này các bạn in bằng vải cho nên chất liệu nó khác hoàn toàn với những cái miếng kia kìa. Cái đó là như vinyl cho nên nó bị nhăn, nhưng mà cái vải thì nó không nhăn. Rồi. Một chút chia sẻ với các bạn một ngày trải nghiệm khi mà Kelly đi làm event. Công sức của không biết bao nhiêu người, những người có hiện diện ở đây và những người âm thầm ở đằng sau chuẩn bị khi mà tổ chức một cái sự kiện như thế này, một cái gian hàng thôi, là các bạn thấy rằng là bao nhiêu người cùng đồng hành chứ không riêng gì một người. Cho nên xin cảm ơn những anh chị em âm thầm ở đằng sau, không có ở đây, không bao giờ lên hình, không muốn lên hình, không muốn người ta biết. Nhưng mà Kelly rất muốn là tiếng nói cho thế giới biết là những người bên cạnh Kelly thật sự là những người rất là tuyệt vời. Kelly rất may mắn sống cuộc đời này có những bạn đồng hành, gia đình, anh chị em cùng chung chí hướng, người trước lã sau quen. Cho nên cuộc đời này thật sự là không uổng phí. Và nếu mà Chúa có gọi về thì Kelly cũng rất là hãnh diện
mỉm cười và sẵn sàng đi theo Chúa về với ba với anh Nhật. Tại vì những gì mà Kelly muốn đạt được trong cuộc sống này là đã đạt xong rồi. Bây giờ có gì thì cũng là bonus thôi. Cho nên lưu lại những cái kỷ niệm này. Sau này nếu mà phải còn sống á, thì coi lại để nhớ những kỷ niệm hồi xưa. Còn nếu mà chết đi á, thì các bạn có thể coi lại những kỷ niệm trong cái trang personal của Kelly. Rồi, xin chào các bạn nha. Còn vài tiếng nữa thôi là chương trình này nó xong rồi. Thì đây, gian hàng là 1565 Better Future for Kids ngay đây luôn. Đó. Rồi, xin chào cả nhà nha.